giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Anh Thư. Dạ, em 28 tuổi. Mình đang công tác ở đâu? Em hiện tại em đang làm quản lý dự án của công ty truyền thông online. Anh Thư 28 tuổi sẽ gặp chàng trai bao nhiêu tuổi đây? Xin mời. Rồi. Mời bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Sinh ạ, Lương Trường Sinh. Bạn dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi ạ. Bạn nãy có nghe bên kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe rồi ạ. 28 tuổi. Dạ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu mà chúng ta có cái sự so sánh giữa tuổi tác? Cái sở thích của em là em thích yêu người hơn em vài tuổi. 7 tuổi? Vài tuổi anh ơi. Vài tuổi hả? Dạ. Với lý do tại sao mình thích yêu người hơn mình vài tuổi? Quan điểm thì các cụ nói rồi là có phúc thì mới lấy được vợ già. Vừa sạch cửa nhà mà lại dẻo cơm canh. Anh Thư, bạn nghĩ sao về cái tuổi tác ở trong tình yêu? Em cũng chia sẻ với chị luôn là trước giờ đa số là em ít khi nào gặp được bạn cùng tuổi. Một là em sẽ gặp Hồng Hà Nhi. Hai là gặp Vương Mai Dương. Có thêm bà Lã Sát. Trong cái buổi hẹn hò hôm nay thì bây giờ Quyền Linh với Cát Tường làm mai mối cho bạn một người bạn trai bên kia nhỏ hơn bạn 2 tuổi, thì bạn có suy nghĩ gì về điều này? Về tuổi tác thì em cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà em cần người bạn trai đó là phải nhìn chững chạc, nhìn tương xứng với em. Nghe bạn bên kia nói cần một bạn trai chững chạc, bạn có đáp ứng được chưa? Em nghĩ cái này chắc là đủ rồi anh ạ. Tớ hứa tính giờ. Bạn thích điều gì ở người phụ nữ? Thì em không có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần biết nấu ăn, hiền hiền một chút. Còn bên kia hơi dữ á. Không liên quan rồi, bên đây lắc đầu rồi. Anh Thư có biết nấu ăn không? Biết nấu nhưng mà nấu khá ít món ăn. Nhưng mà nấu là đa số là mọi người ăn sẽ khen ngon. Ăn sẽ khen ngon, có nghĩa là không làm thôi, làm là chất lượng. Dạ đúng rồi. Mình thấy bạn là một người rất là cá tính. Bây giờ mình hỏi này, bạn không sợ là nếu mình quen cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ già hơn người ta trước sao? Em nghĩ là tới cái độ tuổi của em, cho tới khoảng 10 năm nữa thì khuôn mặt của em cũng sẽ như vậy, nó không thay đổi nhiều. Nên là em nghĩ là em vẫn tự tin. Rồi trên 10 năm sau nữa thì cái chuyện đó hậu xét. Lúc đó thì bạn đó thì cũng già tương đương rồi nên là cũng không có lo. Không có đâu em. Anh em thấy anh Nguyễn Linh không? Tuổi anh rất là già, năm nay anh 6 mấy rồi đó. Trời. Mà cái mặt ảnh rất là trẻ, như là mới có 35 thôi. Đàn ông họ rất là lâu trẻ, lâu già. Phụ nữ mình mới là mau già em à. Em phải coi chừng lại cái điểm này nghe, chứ chị sợ là không có ổn đâu đó. Em thấy ổn em. Em thấy ổn á. Anh Thư, Tường thấy bạn rất tự tin về bản thân. Mà thường những người như vậy thì họ thường hay lập kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này trước. Yeah. Bạn có lập cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của bạn sau này không? Dạ có, năm nào em cũng có kế hoạch riêng của mình theo từng năm. Ví dụ là kế hoạch về công việc cũng như là kế hoạch đi du lịch. Còn kế hoạch hôn nhân thì em nghĩ là năm này hoặc là năm sau cũng đã đến cái thời điểm rồi. Chị nghĩ là quá đến rồi đó. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ xác định cuối cùng là đối tượng mà em cần tìm là người như thế nào? Em nghĩ là nếu mà hao hao giống anh Quyền Linh thì cũng tốt. Có nghĩa là anh Quyền Linh biết cân đối giữa công việc với lại gia đình, thì em nghĩ là đó là một cái mẫu người mà không chỉ riêng em mà các bạn nữ là đa số là đều mong muốn như vậy. Hay quá. Tóm lại là mẫu người lý tưởng là anh Quyền Linh đó. Anh hạnh phúc quá. Anh ráng anh làm mai mối nha. Quá hạnh phúc luôn, bữa nay có một cô gái nói về anh hạnh phúc quá. Em thấy em giống anh được phần nào thì em nói đi. Lát nữa cho em mời anh cà phê em học hỏi thêm nhé. Quê chính là em là đâu? Dạ, em ở Thái Bình ạ. Thái Bình, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ được gần tròn 6 tháng rồi. 6 tháng à? Dạ. Vậy thì em đang ở trọ à? Dạ em ở cùng với anh chị. Có nhà trong đây luôn? Nhà bác. À ở nhà bác đây luôn. Và một kế hoạch khi lấy vợ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn là phải ở riêng rồi. Nhưng mà có một cái quỹ nào đó để tự lập chưa? Dạ cũng có rồi anh ạ. Có rồi đúng không? Rồi vậy là ổn định rồi. Hay quá. Rồi xong. Thư này, cái công việc chính mà bạn đang làm á, bạn nói cụ thể hơn là bạn làm sao? Giờ hiện tại em đang làm trưởng phòng quản lý dự án của bên công ty truyền thông á. Dạ. Đó, truyền thông online. Thần tượng của em xuất hiện bên kia đó. Hello. Cảm ơn em đã nói những cái điều tốt đẹp về anh. Và anh nghĩ rằng hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với em. Em cảm ơn. Anh chàng bên đây dễ thương lắm. Không, đừng có quảng cáo, tôi phải nhìn mặt tôi mới biết không, được. Nó thật, cũng giống anh vậy đó ha. Nhưng mà thấy bên đây sao? Anh nhìn nãy giờ là khỏi phải nói, anh không có hỏi điều gì, biết là không có điều gì để hỏi. Rồi anh giờ bển đi để nói riêng cái chuyện, cái nữa là người ta qua người ta coi. Bạn có cần người đàn ông của bạn về ngoại hình không? Tại vì em cũng hơi cao nên là em cũng yêu cầu bạn nam phải cao trên 1m7.
Rồi. Chắc cũng khoảng 65-70kg. Được, được. Xin rồi, giới thiệu bên trên 1m7 ha. Mập mập chút xíu ha, tròn trịa, có da có thịt nha. Dạ. Mặt mày giống anh Quyền Linh. Dạ, dạ cũng được. Dạ quá được thì chứ chị còn muốn nó đeo cho em. Rồi, anh Quyền Linh mà mới nói cũng được phải rồi, chào em, đứng lên chị coi em cao bao nhiêu. Em được 1m68 rồi chị ạ. Thiếu vài phân ha. Nhưng em đủ cân ạ. Đủ cân, bao nhiêu ký? 65 ạ. Cũng được. Thế mai mốt lập nghiệp mình ở Sài Gòn luôn hay là mình về quê? Em hợp với Sài Gòn. Em vào 6 tháng mà em tăng được 5 cân. Nên chắc là em nếu em ở 5 em tăng 10 cân là coi như xong luôn. Giờ này cũng phải hãm dần rồi chị. Đúng rồi, phải hãm bớt lại. Như vậy là chuẩn rồi, đừng có tăng nữa nha. Dạ. Cũng được. Cái gì quá được đi chứ. Rồi, để chị về chị nói tốt vài câu. Chị là chị thấy không được. Chị không thích người cẩn thị để mất kiến. Rồi thôi, hồi hộp quá, kéo màn đi cho ta gặp mặt đi. Để người ta, người ta chưa có nói hết. Có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mắt kiến nó khó chịu lắm. Kiến mắt mới chuyện đó. Ý của tôi không thích, tôi có quyền. Nhưng anh mà biết đâu anh không thích thì sao? Là đối với mọi người á, giọng nói miền Nam rất là ngọt ngào đấy, như cô gái bên đấy. Còn á, đối với những người phụ nữ trong Nam này cũng nghe giọng Bắc cũng ngọt ngào lắm. Thành ra là hai bên, hai cái ngọt lại với nhau thì nó còn ngọt dữ dội nữa ha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nhau để biết là được hay không được. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút đối diện với nhau. 2 phút bắt đầu. Kế hoạch 5 năm của anh là gì? Xây nhà, cưới vợ và nuôi con ăn học. Hỏi em đi. Hỏi đi. Ôi nhìn em đúng hay không, không biết hỏi gì nữa. Thấy là cái về cái vấn đề thì mình sẽ chắc là có nằm trong cái hình mẫu mà trước đó là cái chuyện yêu đương đi. Cũng như trong như mà trong tưởng tượng của anh như này là đạt chuẩn rồi đó. Đó, anh thích những người mà nhìn có một cái gì đó như em là mặn mà. Trời, cảm ơn. Tiếp đi. Tấn công đi em, chị thấy bạn nam hơi lép vế rồi đó. Trời ơi. Trời ơi, sao trời ơi. Lý do gì mà anh lại nghĩ là sẽ quen với một người lớn hơn tuổi? Có thể không hợp với những người bằng tuổi hoặc là kém tuổi, chắc có thể là anh già dặn hơn những người đó. Có thể mình do mình đi làm sớm rồi hay là sao đó thì mình thích những người hơn tuổi, mình cần cái sự chín chắn. Đã xác định là nó phải rõ ràng. Không có chơi bời rồi cái này thế kia nó rất là mất thời gian. Về cơ bản như thế thì em ok chưa đúng không? Hỏi thôi coi có mình miền Nam miền Bắc đó có thích không, có thích gái miền Nam mình không? Chắc chắn rồi chị ơi, anh là vì là thích gái miền Nam nên anh mới vào Nam làm nghiệp đó. Tôi hỏi giùm chi vậy trời, vui vậy. Còn gì nữa nhanh đi em, trời ơi hết 30 giây nữa, hỏi giây nữa thôi, nhanh lên. Sau buổi hẹn này thì anh mời em đi cà phê có được không? Hoàn toàn sẵn sàng. Lúc đó mình tìm hiểu nó kỹ hơn đúng không? Bây giờ ngồi đây nói chuyện riêng tư mà có nhiều người quá. Nhưng mà người ta lớn tuổi 2 tuổi đó kia bằng chị nha. Không anh sao lại thế được? Con gái là hơn 23 tuổi vẫn là phận em mà anh. Rồi chuẩn, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Nếu ta đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì chúng ta không bấm nút. 1 2 và 3. Hết thời gian. Mời bạn. Wow. Bạn nữ sao nha? Bạn nữ không có bấm, không có bấm nút. Dạ. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bình thường thôi, có thể em không phù hợp với tiêu chí của bạn nữ. Không có bấm nút trước mấy giây thôi, còn sau đó không bấm. Tại sao bạn lại chọn bạn nam? Mình thấy hình như là chưa có hợp lắm đó nha. Chưa hợp lắm, nhưng mà em nghĩ là có thể kết nối và trao đổi thông tin sau cái buổi gặp gỡ này. Thì em nghĩ còn nhiều cái em cần khai thác thêm. Chị đùa với em thế thôi. Dạ. Mình nắm đó. Tay làm quen á. Dạ, nắm tay được nhau rồi thấy chưa? Không phải bắt tay. Đấy. Nắm thế nha. Chúng ta sẽ cảm nhận những cái ấm áp với buổi đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ hiểu hơn trong cuộc sống. Mà biết đâu cái chặng đường phía trước hai người sẽ đi chung, ăn chung và xài tiền chung.